Hello, xin chào mọi người. Hôm nay shop đồng hồ sinh nhật Thủy Trinh Nail của em sẽ lên video là ngày 11 tháng 3 nha mọi người nha. Và cách thức mua hàng của bên em là chuyển khoản cọc thì chốt đơn. Em sẽ không giữ hàng cho ai hết đến khi mà em nhận được tài khoản, em sẽ chốt đơn cho người đó nha mọi người nha. Tại vì video sẽ phát công khai đó, thành ra là mọi người phải thông cảm cho em. Vấn đề là em cứ phải nghe điện thoại hỏi hoài gì cái một mã hai ba mã đó mà em cứ phải chờ người đó chuyển khoản, xong rồi người đó không chuyển khoản hoặc để lại sự im lặng thì bên em sẽ không có chốt đơn được cho ai hết. Mà bắt người ta đợi như vậy xong trả lời lại một câu hết, hay là trả lời lại một câu là ừ người ta không chuyển khoản này kia, nói chung nó lu bu lắm. Thành ra là bên em cứ nhận tài khoản mới chốt đơn nha mọi người nha. Em nhắc lại một lần nữa đó, khi mà em báo còn mọi người báo em báo số tài khoản mọi người chuyển khoản ngay thì em sẽ chốt đơn ngay cho mình. Còn mọi người hẹn qua ngày hôm sau thì khi mọi người qua ngày hôm sau mọi người hãy nhắn tin hỏi lại nếu còn mọi người chuyển đó, chứ em không giữ đâu. Tại vì video phát công khai mà đâu có phải là bán cho một cá nhân nào đó đâu, thành ra là bên em không có đợi chờ được. Rồi về số tài khoản là bên em có sử dụng số tài khoản trên trên bảng hai số nha đó. Rồi về bảo hành nước là bên em không bảo hành nước nha, cho dù đó là dòng lặn hay dòng gì đi nữa, hàng si giá nó đã rẻ hơn so với mọi người mua mới rồi, cho nên mà về nước là bên em không bảo hành, mà không có shop nào bảo hành nước hết. Thành ra là mọi người nếu như muốn sử dụng nước thì mọi người để báo cho bên em làm gon chống nước, hoặc mọi người có thể tự đi ra tiệm làm gon chống nước nha mọi người nha. Đó, còn bên em làm bên em sẽ quay video lại và gửi cho mình khi mà em làm, sau đó là em không còn trách nhiệm về bảo hành nước cho mình nữa nha mọi người nha. Rồi và về cách về khi mà mọi người mở hàng á, mọi người quay video mở hàng, bên em chỉ xử lý vấn đề khi có cái video mở hàng thôi, khách quen khách lạ gì cũng vậy luôn đó. Là mọi người mở hàng, mọi người lấy điện thoại mọi người quay video lại khi mọi người gọc cái đơn hàng đó ra, thiếu hàng, sai hàng, mất hàng, bị lỗi hàng, bên em sẽ dựa trên cái video đó, không có video bên em không có giải quyết luôn nha. Như vậy đi cho nó nhanh. Rồi về cách chuyển khoản cọc chốt đơn, mọi người ghi giùm em cái nội dung khi mà mọi người chuyển khoản nha. Mọi người không có ri cái gì hết, mọi người cứ chuyển qua mấy người, ví dụ như mọi người mua một cái đơn hàng 900 ngàn mà tới 4 người chuyển 900 ngàn không ghi cái gì hết, em đâu biết ai gửi đâu. Và em cũng không biết là cái mã đó là cái gì luôn, để bên em đóng hàng. Đó, thành ra em sẽ để tới chừng nào nó lòi cái đồng hồ đó ra em mới đóng thôi. Thành ra mọi người nhớ nha, ghi giùm em nội dung cọc mã gì, chuyển khoản mã gì, cho dù mọi người có nhờ ai chuyển đi nữa, mọi người cũng nhờ cái người chuyển nó ghi giùm nội dung là mã cái đồng hồ đó là A mấy B mấy gì đó, để bên em biết là để đóng hàng cho mình thôi, chứ mà để mà tìm tin nhắn Zalo nó trôi tuột ở dưới không có thấy nha mọi người nha. Đó, rồi bên em sẽ lên mã đầu tiên là mã B1, full hộp như thế này. Mã B1 cho em con này, con này máy Thụy Sĩ nha, máy Thụy Sĩ cho em, mặt khảm trai, kính giắt cạnh cho em, viền đính diamond ở đằng sau nó như thế này, bọc vàng 1 micron sweet moss của nhà Hiss đó, dáng dáng vuông, mà con này là chưa cắt mắt, con này rất là dài, con này rất dài nha, từng mắt dây của nó là nó cẩn da nha mọi người nha, rất là chắc chắn luôn, vỏ mặt bọc vàng cho em như thế này đó. Nói chung là con này không có chỗ nào chê luôn, rất là đẹp, full hộp như thế này, máy Thụy Sĩ nha, bọc vàng máy Thụy Sĩ, kính giác cạnh, viền đính xoàng cho em, con này em bán 850 ngàn, mã nó sẽ là mã B1, mã B1 cho em. Lên cho em mã B2, mã B2 em lên sẽ là một con của nhà Senko, một con của nhà Senko cho em, kính tràng viền, Senko điện tử, kính tràng viền nha, khóa bấm, vỏ thép đúc. Đây, 4, 5 nút bấm mà, 5 nút bấm. Rồi ở đằng sau như thế này, Made in, con này sản xuất tại China nha, nhưng mà máy nó là máy Nhật, máy đúng Senko nha mọi người, nó sản xuất đâu kệ nó, miễn nó là máy chính hãng thôi nha. Đó, đằng sau như thế này cho em luôn, nút like là nút đèn bên này đó, nó có đèn đầy đủ ha đó, kính tràng viền cho em, rất là nhiều tính năng, có menu từ luôn nè, radio nè,
What time alarm setting. Đó, nó có nhiều tính năng lắm mọi người. Có giờ mời giờ Nhật nữa nè. Tokyo gì đó luôn. Đó. Rất là nhiều. Không biết nhiều tính năng lắm. Cái này mình mò tính năng nha. Em chỉ bán là bao chạy đúng giờ ok thôi. Size con này là size 42 ngang. Dọc nó là 37. 42 dọc nó là 37. Kính tràn viền cho em của nhà Senko. Đó. Dây nè rất là đẹp luôn. Dây khóa đồ rất là đẹp. Rồi lên cho em con này B2. Con này em bán cho mình với giá là 900k. Mã nó sẽ là mã B2 cho em nha mọi người nha. Lên cho em mã B3. Mã B3 em lên sẽ là một con của nhà Swatch. Đây một con của nhà Swatch quyết cho em vỏ thép đúc bọc vàng. Ở đằng sau nhà máy đúc cho em nguyên con. Đó. Rất là đẹp luôn. Dây là dây cao su nha. Dây cao su màu cam. Màu cam dạ. Rồi khóa nè. Khóa dập hiệu cho em như thế này. Size con này là size size 25. Swatch size 25 ở giữa cái bông hoa. Đó, kim xanh ở giữa cái bông hoa cho em, máy thụy sĩ vỏ vàng, vỏ thép đúc bọc vàng cho em, máy đúc nguyên con. Con này là chỉ có về em chỉ cho pin rồi nó chạy thôi, máy zin không bung không gì hết nha, tại vì máy đúc không có bung được. Nó rất là đẹp nha mọi người. Đó, hàng này là hàng zin nguyên con Swatch quýt cho em thụy sĩ, rất là đẹp luôn. Con này của nữ đeo rất là đẹp, dễ thương cực kỳ. Rồi lên cho em con này em bán cho mình với giá là 800, vỏ bọc vàng nha. Vỏ nút vàng của Thụy Sĩ rất là mới và đẹp luôn, khỏi lo luôn. Mã nó sẽ là mã B3. Rồi, à em có cái hộp này nè mọi người ơi. Có cái hộp Senko nè. Ai có nhu cầu mua cái hộp này thì em bán luôn nha. Đây cái hộp nè. Cái hộp Senko cho em nha. Đó, hộp đầy đủ luôn nha. Ai có cái đồng ai mà chuyên chơi đồng hồ Senko mà hiệu này nè. Con Senko này nè. Đó, thì mình về mua hộp, muốn mua hộp ghép thì mình mua nè. Senko RS đó mọi người. Đó, này nó dính lông thôi chứ không có gì. Đó, nguyên cái hộp nhung như thế này nha. Em bán cái hộp này là 250. Cái hộp 250 nha mọi người. Ai khỏi mã đi. Mọi người nói cái hộp Senko là em biết. Đó, rồi bây giờ tiếp tục cho em nha. Mã sẽ là mã B4. Mã B4 em lên sẽ là một con của nhà này. Mở một con của nhà này Silos Den này nè. Con này nội địa nha. Đây. Con này hàng nội địa mặt lục lăng cho em. Ở bên trong nó quả địa cầu nè mọi người. Hiệu nè Silizon nè. Hiệu này là mở ra là máy Miyota. Đây, Silizon Infix nè. Đó, có cái hình bản đồ. Hình bản đồ hai cây bông lúa nè. Chống nước là 100m cho em, đầy đủ các thông số nè, chuẩn thép đúc hết nha. Bản đít xoáy nha. Đó, khóa bấm bản đít xoáy mặt lục lăng cho em. Size con này là size 40.7 là gần 41. Tầm 40-41 nha. Tầm 40-41 cho em. Con này rất là đẹp, dáng lạ cực kỳ luôn. Núm zin nha mọi người. Đó. Để em coi nó có dạ quang không. Kim dạ quang. Kim dạ quang và 4 cọc 4 góc dạ quang cho em. Đó. Thép đúc kim dạ quang 4 cọc 4 góc dạ quang nha mọi người nha. Vỏ thép đúc cho em luôn con này. Rồi con này em bán cho mình với giá là 780.000. Con này rất là lạ, độc luôn á mọi người. Con này bảo đảm đi không có đụng hàng con nào hết. Hiệu cũng rất là nội địa luôn. Mã nó sẽ là mã B4. Lên cho em mã B5. Mã B5 em lên sẽ là một con của nhà. Con này đi. Con này là con Erin nha mọi người ơi. Rất là đẹp của nhà Erin cho em. Đính 4 viên diamond. Con lụa vàng của nhà Erin. Bữa trước em có lên một con. Mọi người hỏi quá trời hỏi luôn. Em hết trơn trong vòng 20 phút khi đăng bài luôn. Size con này là size 23 nha. 22.5 là 23 cho em luôn. Lụa vàng. Đeo cái size này là không có bị thô. Mọi người đeo size bự của nó thô lắm.
Đó, rất là đẹp luôn, đính 4 viên diamond nha. Dây lụa vàng đính 4 viên diamond cho em con này. Rồi khóa dập hiệu Erin. Khóa dập hiệu Erin luôn, ở đằng sau nó như thế này nè. Đó, sweet mod, máy thụy sĩ sweet mod cho em nha. Đó. Cái này là do đánh bóng nó ra cái màu thôi, cái này em lau được nha mọi người. Đó, đính 4 viên diamond cho em. Rồi lên cho em con này. Con này đẹp quá, con này sang nữa. Rồi lên cho em con này nha. Con này em bán cho mình với giá là 900 máy thụy sĩ nha. Hôm bữa em bán máy Nhật là đã 800, mà máy thụy sĩ hơn nhau có 100. 900 cho em full hộp. Mã nó sẽ là mã B5. Lên cho em mã B6. Mã B6 em lên sẽ là một con của nhà WeRed nha. Một con của nhà WeRed mặt xanh ngọc của em, rất là đẹp luôn, nhìn như viên đá ngọc vậy mọi người. Rất là đẹp con này. Đây, con này gọi là dáng dáng bầu tròn. Dáng bầu tròn nha mọi người. Đó, bảng 6 kim. À, bảng 7 kim. Bảng 7 kim cho em nha. Chronograph WeRed bản 7 kim Chronograph. WeRed là của dòng Citizen nha mọi người. Size con này là size 37 ngang. Dọc của nó em đo từ đây đến đây là tầm 41 nha mọi người. Đánh giá tròn nha. Đánh giá tròn thì nó tầm khoảng 39. 39, 39, 5, 40. Tại vì nó dáng dài. Đó, còn cái mặt bên trong nó rất là trong luôn mọi người. Nó trong như rương luôn. Đó, mặt bên trong nó rất là trong luôn. Và cái viền, cái kính bên này, cái viền trong nó cũng màu xanh navy ha. Ba cái đồng hồ nhỏ là màu xanh ngọc, và tất cả là màu xanh navy cái nền. Rồi ở đằng sau như thế này cho em, của nhà WeRed. Đó, WeRed Alba là của Citizen hết nha mọi người ơi. Đó, mô hình dập band cho em con này. Rồi khóa nè, khóa dập hiệu cho em của nhà WeRed luôn. Dây thép đúc luôn nha, nhìn dây nha, cũng rất là đẹp luôn nha. Đó, cái này tay mình bao nhiêu thì nhớ báo số đo bên em xem vừa không. Nếu dư bên em sẽ để nguyên, và thiếu bên em sẽ thêm vào nha. Đó. Rồi lên tay cho em con này. Con này là con 7 kim của nhà WeRed. Con này em bán cho mình với giá là 920.000 7 kim nha. Bán rừng bằng 6 kim luôn. Mã nó sẽ là mã B6. Lên cho em mã B7 nha. Mã B7 em lên sẽ là một con của nhà WeCare. Rất là đẹp luôn, full hộp. Cưng xỉu. Một con của nhà WeCare cho em nha. Rồi nó bao gồm có một bộ dây nữa nè. Một bộ dây đi kèm. Dây này dây da nhung. Như da nhung của nhà WeCare. Khóa vàng hồng luôn, rất là cưng. Một bộ dây da. Đẹp chưa? Rất là đẹp nha, mặt nó dễ thương cực kỳ luôn, vỏ vàng hồng cho em. Rồi khóa dập hiệu nè. Khóa dập hiệu WeGa luôn cho em. Rồi ở đằng sau như thế này. Đó, nó là dòng Solatest Radio hình tròn cho em. Solatest nó là vừa solar mà còn radio nữa nha. Và em đã chỉnh giờ rồi, size nó là size 25.5 là gần 26. Rồi nó có một núm này và một núm này cho em luôn con này. Rồi ở trên dưới này là màu, màu nó giống như màu cái bộ dây á mọi người. Màu nó giống như màu hồng, mà hồng mận vậy á. Rất là đẹp, hồng đỏ mận, đỏ đô vậy á. Con này đeo rất là tiểu thư và đẹp luôn nha. Tặng được luôn, vỏ rất là mới. Rồi lên cho em con Wika này. Wika Solan. Có đính đây mình. Có đính đây mình chỗ này. Đó, Wika Sola mà có thêm một bộ dây nữa full hộp cho em, mà dòng radio luôn, quá rẻ luôn. Con này em bán cho mình với giá 850.000 nha. 850 cho em nha. Bình thường em bán cái dòng mà không có radio nó đã là khoảng 650 700 rồi. Và con này là radio, mọi người khi mua mới nó cũng sẽ mắc hơn, và kèm thêm một bộ dây hàng full hộp độ mới rất cao nha. 850 cho em, mã nó sẽ là mã B7. Lên cho em mã B8. Mã B8 em lên sẽ là một con của nhà, một con của nhà này đi. Đây, một con cơ nha. Cơ automatic.
Cơ automatic con này thì máy của nó là máy nội địa Trung. Đây ở đằng sau như thế này, nó giống như máy Miyota vậy đó. Đó. Nó không có kiểu như thông số hay gì hết nha. Tại vì thường những hàng nội địa Trung nó làm như thế. Size con này là size size 39 ngang, em không đo núm. Dọc nó là 46.6, em không đo càng. Con này dán cong, kính cong nè. Này dán cong, kính cong nè. Mặt bên trong nó cũng cong luôn nha. Đó, con này là con trăng sao. Trăng sao chỗ này, trăng sao thật ha mọi người ha. Có một kim trăng sao ở đây và một kim 12-24 giờ, lộ tim, lộ mông. Lộ tim, lộ mông, dán oval cho em ba núm. Đó. Rồi, da là da đà điểu nâu choco, phần mặt chân, khóa là em thay cho mình. Đó, da là điểu và khóa là em thay. Kính này kính ánh xanh nha, kính ánh giống như là có ánh mà dạng như chống tia vậy đó, rất là đẹp luôn. Vỏ lắc kê vàng ha. Con này là em bán cho mình luôn với giá là con Silver cơ này em bán cho mình với giá là 780.000. 780 cho em nha. Nguyên bộ này với bộ này là 250 rồi mọi người ơi. 780, ai mà mình muốn trải nghiệm cơ mà mình không có khả năng mua những cái con mấy triệu thì mình nên mua những con như thế này để mình trải nghiệm, mình biết về nó trước nha. Đó, dáng này giống như chết mai nè. 780 cho em, mã nó sẽ là mã B. Mã nó sẽ là mã B8 cho em. Mình muốn xem mắt kính nè và trang sức, dây chuyền, nhẫn đồ thì mình sẽ kéo gần cuối đoạn đuôi video, tầm khoảng 30 phút cuối nha. Mình kéo qua hết đoạn đồng hồ, em không lên đồng hồ nữa là nó sẽ tới đoạn trang sức nha. Em sẽ lên đồng hồ trước và trang sức sau. Rồi lên cho em mã B9 nha mọi người nha. Mã B9 em lên sẽ là một con của nhà này, xịn sò lắm luôn. Con này là con Universal Thụy Sĩ, máy cơ cót nha. Máy cơ cót vỏ bọc vàng cho em, mặt nó là dáng vuông lục lăng. Con này mặt vàng, trải tia đen và kim là hai kim cho em, hàng rất là xịn luôn nha mọi người. Size con này là size 27 nhưng cho 23, 27 nhưng cho 23 cho em. Da là da đà điểu. Da đà điểu em thay, da đà điểu vào khóa là em thay. Đó, lên tay con này rất là đẹp luôn. Con này về nó không có zin, dây zin nha. Về dây nó cũng không có zin, khóa nó cũng không zin. Đó. Nên là em thay hết toàn bộ nha. Đó, cái đồ em thay nó còn bền hơn đồ hãng luôn nha mọi người. Đồ hãng chỉ là da bò thôi mà em thay là da đà điểu, độ dai rất là cao. Nước vàng à, em zoom kỹ lại nè, rất là mới luôn. Mọi người nhìn nè. Đó, nước vàng rất là mới luôn nha. Rồi núm dập hiệu cho em nha, núm dập hiệu Universe nè. Ở đằng sau còn nguyên tem đích nha mọi người ơi. Rồi, lên cho em con này. Em bán cho mình với giá là 1.1 triệu. 1.1 triệu cho em con Universe này. Mã nó sẽ là mã B9. Rồi, lên tiếp tục cho em mã B10. Mã B10 em lên sẽ là một con của nhà DW nha. Đây, một con của nhà DW cho em lên trước, bản dây da đen. Bản dây da đen cho em, mặt trắng. Con này size to nha mọi người. Con này size của nó là size 41. 40.7 là 41 nha. Đó, bản này là bản size to của nhà DW. Bình thường là DW thường là về size 36, 34 chứ ít có về 41 nè, lâu lâu mới có một lô. Đó. Rồi khóa dập hiệu cho em như thế này, vỏ thép đúc toàn bộ, máy của nó là máy vàng nha. Máy chính hãng của nó là máy vàng cho em luôn. Cái này em có thể đánh được mọi người yên tâm nha. Tại em lên nhanh nên là em không có đánh kịp á. Nó đang chạy rất là đúng giờ. Bản dây da zin. Dây da zin của nó nè. Dây da dập hiệu zin của nó em để nguyên bản cho mình. Dây nó có đeo rồi ha mọi người ha. Dây nó có đeo rồi. Đó, nó có chạy chỗ này xíu. Nhưng mà nó vẫn còn đang đeo được nên em không thay. Em để nguyên zin cho mình luôn. Nhỏ dây có phần chỗ này chút xíu chạy thôi. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 810.000 đồng. Bản size to nha mọi người. Bản size to nha. 810.000 đồng cho em. Dán nó là dán mỏng, rất là dễ và không bao giờ bị lỗi thời. Mã con này sẽ là mã B10. Lên cho em mã B11.
Mã B11 em lên sẽ là một con của nhà nào đây? Một con của nhà Sima này trước đi nha. Để mất công nó rớt hoài. Một con của nhà Sima cho em nha mọi người ơi. Bản cơ kết cổ của nhà Sima. Đó, có bọc vàng nha. Khửi cái này ra là khửi cái nắp đít là nó sẽ để chỉ số bọc vàng mà em làm biếng, em không có đồ khửi ở đây. Đó, con này nó có lên ván dầu, em có đánh lại luôn cho mình rồi đó. Bọc vàng thật nha, của nhà Sima cho em luôn, Thụy Sĩ, cơ cốt Thụy Sĩ. Rồi khóa nè, khóa nó xỏ vô như vậy nha. Đây, nó xỏ qua như vậy cho em, rồi mình gài lại thôi, rất là đơn giản luôn. Đó, xong rồi mình mở ra thôi. Lên tay cho em bản cơ cốt. Đó, cơ cốt cổ cho em của nhà Sima Thụy Sĩ. Chính hãng nha, máy sự whip luôn, máy nhập hiệu Sima luôn nha mọi người. Dáng vuông nhỏ rất là dễ thương, cưng xỉu luôn. Rồi lên cho em con này, size của nó nhỏ thôi, size cơ kết cổ nó nhỏ hơn 20.2 nhưng cho 19, dễ thương. Con cổ này của nhà Sima cơ kết Thụy Sĩ em bán cho mình với giá 700.000. 700.000 cho em nha, mặt bọc vàng bao nhiêu microm đó mà em chưa có xem. Nhưng mà tóm lại là hàng này siêu tầm, và vì nó sẽ không còn sản xuất nữa đâu nha. Hãng Sima nó rất là xịn sò là mọi người biết rồi. Mã con này sẽ là mã B. Mã nó sẽ là mã B11 cho em. Lên cho em mã B12. Mã B12 em lên sẽ là một con của nhà này. À, một con siêu phẩm này. Đây, một con siêu phẩm của nhà Automatic Thụy Sĩ cho em, bản hãng của nó nè, để em mở ra cho mình coi cái hãng nó nè. Đây, hãng của nó là hãng Hero Ren nè, Japan Moss nè. Automatic Hero Ren Japan Moss, và đây là thông số nè. Đó, thông số số series nè, hàng nội địa của Japan, sản xuất tại Japan nha mọi người. Đó. Đó, cái thông số của nó nè. 24 chân kính Zewell Japan dập lên nha mọi người nha. Đó, kính của nó là kính của nó giống như màu xám nha, kính nó rất là đẹp. Rồi, trước nào vỏ thép đúc bọc vàng hồng cho em luôn. Con này sang xịn mịn luôn. Size con này là size 44.3. Size 44.3 cho em, nhìn dáng bên ngoài nó rất là giống Hulot ha. Niền tọa độ không xoay rất là sang luôn. Dập hiệu Hero Ren ở trên và ở dưới cho em như thế này. Rồi hai bên nó tán nè, nó tán đinh nè. Đó, tán đinh đen cho em rất là đẹp. Rồi núm cho em nè, núm dập hiệu nha. Bản này là bản dây silicon zin của nhà nó, có dập hiệu cái đầu lâu của nó nè. Đó, rất là đẹp luôn. Khóa nè, con này mình đeo một thời gian, mình không thích màu dây này, mình có thể đổi sang màu dây da ha, da đà điểu, hoặc là em có bán kèm dây đó, hoặc là mọi người gửi về em thay dây cho mình, rất là đơn giản. Lộ trước và lộ sau cho em nha. Đó, nhưng mà hiện tại bây giờ em đang thấy cái bản này nó rất là đẹp và độc đó, nên là mình chưa thử cái dòng cao su, dây cao su thì mình lấy những cái dòng này ha. Cái này là nó lên ván dầu nha mọi người. Mấy cái chỗ mà bọc vàng hồng nó lên ván dầu như thế này nha. Nè, đó. Em để nguyên zin cho mình cái phần ván dầu nha, tại vì nó bọc vàng hồng nên nó lên ván không có sao hết trơn á. Đó, chứ ngoài ra nó vẫn rất là đẹp nha mọi người nha. Lộ tim, lộ mặt cho em có 12-24 giờ nha. Kim đồ dạ quang, có núm vặn cổ chai nha. Núm nó phải vặn ra xong rồi mình mới lên cốt được. Đó, con này rất là đẹp và sang chảnh luôn á mọi người ơi. Rồi lên cho em con này nha. Con này em thấy nó đẹp sao mọi người, mặc hai lòng nè. Con này đẹp quá mọi người, sang nữa. Rồi lên cho em mã nó sẽ là mã B12. Con này em bán cho mình với giá là 2.650.000 nha. Em thấy người ta bán 3 triệu mấy không mọi người. 2.650 cho em luôn, bán rẻ cho mình luôn. Mã nó sẽ là mã B12. Lên cho em mã B13. Mã B13 em lên sẽ là một con của nhà này đi.
Con này là con Charles, Charles Vores đá ceramic cho em, niền xoay, niền của nó cũng là ceramic mix với lại thép đúc nha mình. Đây còn dây nè, dây thép đúc mix với lại đá ceramic cho em luôn. Đó, rồi ở đằng sau đít xoáy cho em như thế này. Đằng sau đít xoáy nha. Đó. Đầy đủ các thông số, chống nước là 100m. Size con này là size size 33 cho em. Size con này là size 33 nha mọi người. Đó. Niền khía xoay. Kim có phần đuôi là dạ quang, một góc lịch xéo cho em con này. Đá ceramic mà size 33 là cũng không có bị bự đâu nha mọi người. Nhìn nó rất là vừa vặn. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 750.000. Mã nó sẽ là mã B13. Lên cho em mã B14 ha. Mã B14 em lên sẽ là một con của nhà, đây, một con của nhà Salavo Maran hiệu Italy, hiệu Ý cho em nha. Rất là đẹp luôn. Full hộp, full hộp và sổ như thế này cho em luôn. Salavo Maran Italy hiệu Ý. Rất là đẹp luôn. Con này có nguyên tát luôn nha mọi người. Đây, nguyên tát mặt xanh thủy cho em nha. Mặt xanh navy. Ở ngoài nó là màu xanh navy á mọi người, chứ không phải là màu xanh tím nha. Tại vì vào trong video và có ánh đèn nên nó dạ lại hình như kiểu màu tím, nhưng thực ra nó là màu xanh navy. Size con này là size 43.4. Size 43.4 cho em, còn nguyên tát như thế này của nhà Ý luôn. Con này chưa có xài ha, chưa có cắt mắt và đeo lên tay luôn. Đây dập hiệu cho em như thế này, khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Ấy là khóa gài thông minh, còn dây nó chưa cắt mắt thì tất nhiên tay nào cũng vừa rồi. Rồi đằng sau đít xoáy cho em như thế này, bản thép đúc có đầy đủ các thông số, số seri. Con này chống nước rất là cao ha, 200m lận nha mọi người ơi. Nấm vặn cổ chai, 200m nấm vặn cổ chai, niền tọa độ không xoay. Bên hông nó dập hiệu Salavo Maran Italy như thế này. Đó, rồi còn nguyên cái siêu này chưa lột nữa nè. Đó, còn siêu, còn nguyên cái siêu kiến chưa lột luôn. Siêu kính, siêu này, toàn bộ chưa có lột hết của nhà Salavo Maran cho em. Bản 6 kim hiệu Ý Chronograph. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình luôn với giá là, con này em bán cho mình với giá là chưa có xài nha, hiệu Ý chưa xài. Con này em bán cho mình với giá là 1.500.000 full hộp. Rất là rẻ luôn nha mọi người. Em nói thiệt với mọi người luôn, cái con Maicon Co đó chưa có mà em còn, có nghĩa là chưa xài em đã bán 1.700.000, 2.000.000 rồi. Con này hiệu Ý luôn mà em bán có 1.500.000 à. Rẻ hơn Maicon Co nữa. Mã nó sẽ là mã B14 cho em nha. Nhưng mà vì cái nói về thương hiệu thì một con hiệu Ý lần nha mọi người. B14 cho em. Lên cho em mã B15. Mã B15 em lên sẽ là một con của nhà, đây, một con của nhà Orient nha. Orient nha mọi người ơi, rất là đẹp. Dây lắc kê vàng cho em như thế này, vỏ bọc vàng ha. Rồi ở đằng sau như thế này luôn. Orient Watcher nè. Đầy đủ các thông số nè. Dán đâu này rất là mảnh luôn nha mọi người. Dán mảnh sang. Size con này là size 30.8. Size 30.8 cho em luôn. Một góc lịch lọc cho em con này. Máy Orient luôn, dập band. Dây đồ rất là đẹp. Khóa dập hiệu Orient luôn cho em như thế này nha. Dán rất là mảnh, một góc lịch lọc. Mặt vàng trải tia cho em luôn. Con này đeo rất là trắng tay nha, rất là sang. Sang kịnh, sang đỉnh của chóp luôn á. Lên cho em con Orient róc lịch lọc này, vỏ lắc kê vàng toàn thân và không bị mòn vàng hay bị phai vàng chỗ nào hết. Con này rất là đẹp và sang. Lên cho em con này, em bán cho mình với giá là 800. Mã nó sẽ là mã B15, độ mới rất là cao. Lên cho em mã B16 nha. Mã B16 em lên sẽ là một con của nhà Swatch nha. Swatch cơ nha, hôm bữa ai dặn em nè, rất là lâu từ ở dưới năm, từ trong năm rồi á. Em không nhớ được ai hết trơn.
nên mọi người dặn em cũng như không à. Rồi squat cơ nè nha mọi người ơi, squat automatic lộ mông đằng sau cho em như thế này đó. 24 chân, 23 chân kính, 23 chân kính nha, máy squat mat đó. Chơi hàng cơ là chơi những con này nè, nó chất ơi là chất luôn, chất đỉnh của chớp luôn, cơ mấy tầng luôn, cơ 3-4 tầng luôn, squat lưới thị sĩ luôn. Size con này là size 36.6 là gần 37 cho em không đo núm nha. Đó. Rồi mặt hai lòng cho em bên ngoài, vòng trong vòng ngoài cho em. Thông số mình có thể nhìn trong này, ở vòng ngoài có trái ngôi sao nè, nhìn rất là đẹp. Mặt trăng nữa chứ. Mặt trăng nè. Rồi cái này cái gì, sao quả hay sao gì nè. Rồi ngôi sao nè, rồi quả địa cầu nè. Đó, con này có hỗ trợ có tay ha. Có hỗ trợ có tay automatic cho em máy 3-4 tầng luôn. Rồi da đà điểu xanh navy. Da đà điểu xanh navy có phần mặt chân ha, khóa bướm. Khóa bướm nha. Hai cái bộ này không là gần 250.000 một bộ này rồi mọi người. Rồi lộ mông cho em như thế này cho em luôn nha. Đẹp quá, nhìn mông, nhìn máy của nó rất là xịn, máy thụy sĩ squat là rất là xịn luôn. Lên cho em con này, em bán cho mình với giá là 1.2 triệu. Squat cơ 1.2 triệu nó rẻ. Mã nó sẽ là mã B15 á, không, B16 cho em nha. Con này nam tay nhỏ, nữ thích to, cá tính đeo được hết, unisex nha mọi người ơi. B16 cho em. Lên cho em mã B17. Mã B17 em lên sẽ là một con của nhà, đây, một con của nhà Rinoma hiệu Pháp. Rinoma hiệu Pháp full hợp cho em như thế này luôn. Đây, rất là đẹp nha. Nguyên sổ luôn nha. Đó, Rinoma hiệu Pháp cho em như thế này. Rất là đẹp. Vỏ bọc vàng rất là dày ha. Hiệu Pháp khi mà mình mua mới á, là những con hiệu Pháp nó đã mắc hơn so với những con Nhật rồi đó nha mọi người. Size con này là size 26, 25.9 là 26, dáng rất là đẹp. Nó tròn hai bên ra, xong rồi nó khoét hai ở trên dưới, nhìn nó rất là sang luôn. Đó, bốn góc cho em nè, cọc số của nó là la mã, nền đen, cọc số kim là vàng ha. Rồi ở đằng sau như thế này cho em luôn nha, hiệu Pháp, Japan Mod. Đó, đằng sau còn nguyên tem đích luôn cho em. Da này em thay nha mọi người. Bản dây da rất là xịn, này là em thay da vân trúc nè mọi người. Đó. Con này là không bị mòn vàng hay là bị phai gì trơn á, tại vì nó là hàng trong hộp, để lâu dây hỏng thì em thay thôi. Ngoài ra nó chưa có sử dụng ha. Rất là sang luôn, của nhà Rinoma hiệu Pháp cho em nha con này. Full hộp em bán cho mình với giá là 810.000 đồng hiệu Pháp. Vỏ bọc vàng rất là dày và hàng chưa qua sử dụng. Mã nó sẽ là mã B17 cho em nha. Lên cho em mã B18. Mã B18 em lên sẽ là một con của nhà WeRed. Đây, dáng vuông oval, một con của nhà WeRed Chronograph cho em con này. Da là da đà điểu xanh navy, khóa bướm. Ở đằng sau nó như thế này cho em nha. Đó, 7T92 Movin Japan. Núm nè, núm dập hiệu cho em luôn. Núm dập hiệu WeRed luôn nha. Mặt oval cho em trên dưới tán đinh. Rồi bên trong này, bên trong này cho em, ở lòng trong này là một xanh navy rất là trong. Và cái mặt nó rất là trong luôn nha mọi người ơi. Dòng Chronograph. Size con này là size 37 nhưng cho 38.4. 37 nhưng cho 38.4, dáng vuông oval cho em của nhà WeRed. Con này rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Con này em thấy rất là không bao giờ bị lỗi thời luôn, dáng ôm cong nhẹ nè. Con này em thấy nhiều anh rất là thích cái dáng này. Đó. Rồi lên cho em con này ha. Con này là bản của nó là bản 6 kim có dạ quang. 6 kim có dạ quang cho em luôn. Rồi con này em bán cho mình với giá là 860.000. 860k, quá rẻ luôn á. Mã nó sẽ là mã B
B18 cho em nha. Người ta còn mua của em, mua về bán được luôn, là mọi người biết cái giá của em nó sẽ rẻ hơn cái giá bên ngoài rất là nhiều nha. Mã sẽ mã B18. Lên cho em mã B19 nha. Mã B19 em lên sẽ là một con bạch kim. Một con bạch kim lụa, bạch kim cho em nè, trời nó đẹp. Đó, lụa bọc bạch kim nè. Rất là đẹp luôn nha. Con này có cái dây này là để dây mà dây thông minh, dây mà để tránh mà khi mình bung khóa nó tránh lọt cái đồng hồ ra ngoài á. Đó. Dây mới thì em sẽ để nguyên cho mình. Nó có hai nấc chỉnh nè, hai nấc gài này luôn nè nha mọi người. Nấc trong, nấc ngoài nha. Rồi ở đằng sau như thế này cho em luôn. Có ký hiệu nè, mạ bạch kim BDB nè. Đó, máy dập band nè. Hiện tại đang chạy ok la nè. Size con này là size 21.7 là 22 cho em luôn, lên tay nè. Đó. Nước vàng, nước bạch kim nó còn quá mới nha mọi người ơi. Rất là sang luôn, nước bạch kim còn quá mới luôn cho em. Rồi lên cho em con này, bản này là bản pin. Bản pin lụa bạch kim cho em nha. Con này em bán cho mình với giá là 510.000 đồng. Con này là độ mới kinh khủng cao, 510.000 đồng. Mã nó sẽ là mã B19. Lên cho em mã B20. Mã B20 em lên sẽ là một con của nhà DW. Một con của nhà DW full hộp cho em như thế này luôn. Đấy. Full hộp cho em của nhà DW, bản dây dù cho em nha. Bản dây dù. Size này cũng là size lớn, size 41 nha. Size 41 cho em. Rồi phần khóa nó dập hiệu DW nè. Đó, rồi ở đây nó cũng dập hiệu DW, bản dây zin nguyên bản nha mọi người. Con này là máy chính hãng của nó là máy vàng nha. Đó, mới nó tới 6 triệu hơn rồi phải. Đây. Rồi ở đằng sau như thế này cho em luôn. Đó, DW là không bao giờ lỗi thời ha. Đeo đường nào cũng không bao giờ lỗi thời. Và mặc bộ đồ nào cũng hợp luôn. Thời nào cũng hợp với nó ha. Mua tặng mua cho gì được hết nha mọi người ơi. Đó, mua tặng mua cho gì được hết trơn á. Rất là đẹp luôn. Để em xỏ cái này trước xong mới qua cái này mà tào lao vậy đó. Đó, rất là dễ nha. Rồi dây mình đeo không một thời, mình đeo kiểu mì dơ, mình tháo ra mình giặt nó bình thường vô lao luôn, khỏi cần dây nó bền lắm luôn nha. Đó, con này độ mới rất là cao, hàng có hộp, size 41 cho em nha, size rất là cao luôn nha mọi người nha. Vỏ thép đúc trắng, mặt trắng cho em con này. Rồi lên cho em con này bản dây dù. Bản dây dù đen, sau này mình không thích mình có thể thay dây da. Đó là tùy mình. Em để dây, em để bán là em để zin nguyên bản cho mình ha. Con này em bán cho mình với giá là 950 full hộp. Mã nó sẽ là mã B20 cho em nha. Lên cho em mã B21. Mã B21 em lên sẽ là một con của nhà Folifolai. Đây. Một con của nhà Folifolai giùm cho em luôn, bản khóa bướm dây zin nguyên bản nha. Đây, viền đính đây mình hai vòng. Viền đính đây mình hai vòng cho em, rồi bên trong cọc số cũng đính đây mình luôn, rất là đẹp và chiếu. Rồi một góc lịch xéo cho em như thế này, vỏ thép đúc. Size con này là size 32.8 nha. Size 32.8. Ở đằng sau bản đít xoáy cho em như thế này. Đít xoáy dập hiệu Foli, tất cả đều là thép đúc, bản đít xoáy. Con này khóa bướm chậm lại hai bên khóa nè. Dây nó là dây cao su trắng cho em nha. Dây cao su trắng. Đó, và mình tay mình đến đâu thì mình cắt đến đó. Nó đã làm sẵn những cái đường này cho mình rồi nè. Đó, làm sẵn hết rồi nè. Đó. Mình đến đâu mình sẽ cắt đến đó và mình đưa cái cốt này vào, đó rất là dễ luôn. Hoặc là đọc số đo vòng tay bên em sẽ cắt luôn cho mình. Đọc số đo đúng nha. Cắt là không nói lại được, cho nên là phải đọc đúng nha. Đó, cho nó lên nó sang nè. Cái này đeo tập thể dục cũng được, đeo đi chơi cũng được. Con này, những cái này tuổi teen đeo cũng được luôn, không bị già, rất là sang. Lên cho em con Folifolai Diamond này.
zin nguyên bản hết từ dây cho tới khóa nha. Bỏ đính đen mình. Con này em bán cho mình với giá là 720.000. Quá rẻ luôn. Mã nó sẽ là mã B20 21. Mọi người nhớ nha, mình muốn xem trang sức, mắt kính thì mình kéo đến đoạn hết cái phần đồng hồ là em sẽ qua cái đoạn trang sức nha mọi người. Lên cho em mã B22. Mã B22 em lên là một con full hộp. Lên cho em mã B22 của con Bow Smith. Bow Smith full hộp như thế này cho em luôn. Con này là bản của nó là bản 6 kim. Bản 6 kim thép đúc full hộp nguyên sổ ha. Đó, nó là đẹp luôn cho em nha mọi người. Con này là dáng vuông mặt tròn, ba cái đồng hồ nhỏ này là màu xanh rêu, màu xanh long cong á mọi người, xanh rêu cho em nha. Size con này là size 39. Size 39.3 nhưng cho 41.8. Em không đo càng ha. Bản 6 kim cho em. Rất là đẹp luôn. Nền đen. Hai ba cái đồng hồ nhỏ này là màu xanh rêu. Đó. Rồi xanh ngọc á mọi người. Một góc lịch xéo cho em như thế này. Kim. Đuôi cái kim nó là màu vàng ha. Đuôi cái kim màu vàng cho em luôn. Và cái kim này là kim thể thao. Còn cái kim nhỏ nó là kim chính nha mọi người. Hiện tại đang đúng giờ. Mình muốn cái kim này nó chạy thì mình bấm nút này cho em ha. Rồi dây thép đúc cho em nè. Nhìn mắt dây đồ giống bản lề cho mọi người. Rất là giống, rất là lạ. Đó, dây thép đúc cho em như thế này. Rồi ở đằng sau bản đít xoáy nha mọi người ơi. Đây, đằng sau bản đít xoáy cho em luôn. Japan Bow Smith. Rất là đẹp. Rất là đẹp của nhà Bow Smith luôn. Rồi kim dạo quang siêu sáng nè. Kim cọc dạo quang rất là sáng luôn. Sáng rực luôn nha mọi người. Rồi con này em bán cho mình full hộp như thế này với giá là 910.000 đồng full hộp. Mã nó sẽ là mã B20 nhiêu đây? Mã nó sẽ là mã B22 cho em nha, 910.000 đồng. Con này mua là quá rẻ luôn so với giá mà mình mua mới, mình mua tặng được luôn nha. Lên cho em mã B23. Mã B23 em lên sẽ là một con của nhà này. Một con của nhà Maxacos nha mọi người ơi. Vỏ thép đúc. Vỏ thép đúc vàng Maxacos cho em. Bản đít xoáy đằng sau. Đó, xuyên thấu ở trên dưới luôn như thế này cho em luôn nha. Size con này là size 35. Size 35 cho em nè. Cọc số của nó là Maxacos full 12. Nó thay thế cho 12 cọc số mọi người. Xuyên thấu cho em luôn. Nhìn mặt ở giữa nó trong như ngọc trai vậy mọi người. Nó trong, nó bóng như ngọc trai vậy. Rất là đẹp luôn. Rồi ở đằng sau như thế này, mông vàng cho em luôn nha. Đó, hiệu của nó nha. Đầy đủ các số series đầy đủ luôn của nhà mắt Bajacos. Bản đít xoáy cho em. Dây zin nguyên bản nha. Dây zin nè, dây dập hiệu cho em. Zin nguyên bản. Khóa nè, khóa dập hiệu cho em nha. Đó, size này nó cũng vừa lắm, đeo những con này thì size này nó vừa chứ nó không bị to đâu. Mà nó sang nữa nha mọi người. Rất là sang. Rồi lên cho em con mắt Jacob này, em bán cho mình với giá là 850.000. Hàng hiệu nha, ngày trước nó toàn 1 triệu mấy không á mọi người. Mã nó sẽ là mã B23. Lên cho em mã B24 nha. B24 em lên cho mình một con này. Một con này trước nha mọi người nha. Đây, một con Bow Hill nè. Con này thương hiệu mà nó có cái giống như cái mỏ neo vậy mọi người. Đây, full hộp cho em như thế này luôn. Đó, 2009 nè. Germany nè. Thương hiệu của Đức. Full hộp cho em nha. Full hộp, có sổ luôn. Dây thép đúc, kính tràng viền. Kính tràng viền cho em, bản này là bản xanh, xanh navy chứ không phải xanh tím như trong video nha. Ở ngoài nó là xanh navy, giống như xanh nước biển vậy. Size con này là size 41.9 cho em nha, là gần 42. Bản kim rốn, kim có hình mỏ neo luôn nè mọi người.
bản kim rốn hai kim kính tràng viền. Đó, núm dập hiệu cho em con này. Bản thép đúc ở đằng sau dập hiệu cho em luôn. Đó. Đây, ở đằng sau nó như thế này đây. Đó. Dập Ben Moran on SNS list nè, chuẩn thép đúc cho em nha. Series number đầy đủ. Và bản này là bản kính Sapphire. Kính Sapphire Glass nè. Đó, hiệu của Đức nè. Đẹp kinh khủng luôn. Chống nước là 5 ATM. Phải dùng bằng máy mới ép được nha mọi người ơi. Khóa dập hiệu luôn. Con này không có điểm nào chê. Dáng rất là lạ. Dáng cực kỳ lạ và ít gặp. Ít đụng hàng luôn nha. Bản kim rốn nữa. Kim rốn của nó cũng hình này nữa. Rất là đẹp luôn. Con này hết chê chỗ nào luôn. Đó, mỏng chứ cũng không có phải quá dày nữa nha. Con này sang. Con này là theo kiểu quý ông sang lịch lãm. Rồi, lên cho em con này. Ai hợp mệnh màu này lấy đi nha. Con này em bán cho mình với giá là... Con kính Sapphire này em bán cho mình với giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu full hộp cho em nha. Mã nó sẽ là mã B23. Nhầm, mã nó sẽ là mã B24 nha mọi người nha. Lên cho em mã B25. Mã B25 em lên sẽ là một con của nhà... Mã B25 em lên sẽ là một con của nhà này nha. Đây, một con Thụy Sĩ cho em. Một con hiệu Zimbres. Máy Sweet Mat Thụy Sĩ, dây đờ mi cho em con này. Một góc lịch 3 giờ. Size con này là size 25.4. Khóa dập hiệu nè. Khóa dập hiệu cho em, dây đờ mi. Rồi ở đằng sau như thế này, chuẩn thép đúc cho em luôn. Đó, mặt vàng trải tia, rất là đẹp. Thụy Sĩ Sweet Mat. Đó, bữa giờ em thấy nhiều anh rất là săn hàng Sweet Mat của nữ nha. Bữa giờ em hết luôn, lên là hết luôn á. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá 850.000. Dây đờ mi không có bị mòn hay bị phai một chỗ nào hết. Con này độ mới cực cao nha. 850 cho em. Mã nó sẽ là mã B25. Lên cho em mã B26. Mã B26 em lên là một con này. Để trong đây nó tuốt ở trong nè. B26 em lên là một con hiệu Bezones. Một con hiệu Bezones cho em nha. Niền khía bên ngoài. Đây, niền khía bên ngoài, tọa độ bên ngoài cho em. Trời, con này nó rất là giống cái những cái thằng Bezlings. Đó, Bezones cho em, hiệu Pháp, dòng Chonorac. Rồi, khóa là khóa bướm cho em nha mọi người. Khóa bướm da đà điểu cho em luôn. Rất là đẹp. Khóa bướm da đà điểu bản 6 kim, dòng Chonorac. Một góc lịch xéo cho em như con này. Size con này là size 42 nha. Size con này là size 42 cho em. Rất là nhiều thông số bên ngoài để mình đo đường các kiểu, đo độ, đo tùm lum. Nó rất là nhiều cái thước đo. Rồi bên trong cũng vậy nha. Đó, con này đẹp quá mọi người ơi. Con này em thấy nhiều anh rất là thích luôn á. Rồi ở đằng sau bản đít xoáy cho em, thép đúc Bezonet hiệu Pháp, Lifetime nè. Đầy đủ các thông số, chống nước là 100m nha. Rồi lên cho em con này. Con này nhìn rất là đàn ông luôn. Nhìn đàn ông hầm hố đẹp sao á. Rồi con này em bán cho mình với giá là 1 triệu. Mã nó sẽ là mã B26 cho em. B26 một con này hiệu Pháp luôn nha mọi người. Nên nhớ hiệu Pháp nó sẽ mắc hơn hiệu Nhật. Mà em bán bằng giá luôn nha mọi người nha. Mã nó sẽ là mã B26. Lên cho em mã B27 nha. Em coi còn lòi ra cái nào nữa không. Rồi B27 em lên là một con bạc đúc nha mọi người ơi. Một con bạc đúc của nhà Nichibi. Con này nó có cái con phượng hoàng hay con công phượng gì đó. Bản của nó là cọc số La Mã nha. Nó là thép đúc cho em luôn. Ấy lộn, nó là silver 925 bạc đúc cho em luôn. Và nó sản xuất cái đồng hồ này để kỷ niệm một cái gì đó mà em chưa có thời gian để em dịch cái này ra nữa mọi người. Đó, đây, truyện nè, truyện bạc 925 silver nha. Rồi, phần này là phần dây da bò may viền em thay. Dây da bò may viền em thay nha. Và khóa là em thay. Size con này là size...
Size 32.8. Size 32.8 cho em cọc số La Mã. Nó hình cong phượng nhìn liền khía là rất là đẹp luôn. Đó. Không có bị quá dày nha. Nguyên một cái mặt này, nguyên một cái này luôn là bạc đúc hết luôn nha. Đó. Rồi, lên cho em con bạc đúc này. Con này em bán cho mình với giá là 810.000 đồng nha. Chưa tính tiền bạc là bao nhiêu luôn á, em bán kiểu bán đồng hồ á, 810.000 đồng cho em. Mã nó sẽ là mã B27. B27 cho em nha con này. Lên cho em mã B28. Mã B28 em lên sẽ là một con của nhà đây. Con này là con Senko Radio Control Solar Driver mặt số 2 lồng. Có cái niền can bên trong tọa độ một góc lịch 3 giờ. Mặt của nó là mặt titan nha mọi người. Mặt titanium cho em luôn. Đây, khóa bướm hai bên, da đà điểu. Đó, rồi ở đằng sau là bảng đít xoáy cho em như thế này. Nó là Senko Radio Way Control, bảng đít xoáy, thông số đầy đủ. Đây, thông số nó nè. Thông số nó nè, đâu rồi? Nè, titanium chống nước 100m nè, Movin Japan nè. Đây, thông số nó nè. Đó, thông số nó nè. Đó. Rồi, nó có 3 núm chỉnh cho em như thế này luôn. Có 3 núm chỉnh nha. Đó. Rồi, để em coi nó có dạ quang không. Con này kim dạ quang nha. Kim dạ quang, mấy cái chấm nhỏ là dạ quang cho em. À, cọc dạ quang luôn. Cái cọc của nó dạ quang luôn nha, siêu sáng. Cọc rất là sáng luôn. Nhà Senko và Citizen là nổi tiếng là dạ quang sáng, gực. Rồi lên cho em con này. Mã nó sẽ là mã B28. Con này em bán cho mình với giá là 1.200.000. 1.200.000 cho em một con Senko Solar Radio Control Titanium. Rất là rẻ luôn mọi người. Em thấy những cái shop khác ở trong những cái cộng đồng là họ bán con này 1.500.000, 1.600.000. Đó. 1.200.000 cho em nha. Mã nó sẽ là mã B28. Mọi người nhớ nha, mình muốn xem trang sức thì mình kéo qua cái đoạn em hết lên đồng hồ là sẽ tới đoạn trang sức nha. Rồi mã tiếp theo em lên sẽ là mã B29. Mã B29 em lên là một con của nhà, một con của nhà này đi. Con này là con Angel Hearst, full hộp cho em của nhà Angel Hearst. Đây, rất là đẹp luôn, mặt khảm trai xà cừ. Con này dễ thương. Đó, cặp số của nó đính đây mình màu hồng, màu đỏ nè. Màu hồng, hồng đậm, hồng nhạt nè. Con này dễ thương cực kỳ luôn. Vỏ thép đúc cho em nha. Ở đằng sau nó còn siêu nữa nè. Siêu của con Angel Hearst, siêu hiệu của nó nè. Máy dập ban nha. Máy sử dụng pin 416 rất là mắc tiền luôn á. Size con này là size 23. Size 23 cho em rồi. Núm vàng hồng, núm đính đá diamond. Ở bên trong cũng đính diamond, khảm trai xà cừ. Bốn cọc số này là màu vàng hồng, kim vàng hồng. Kim cái này, kim trái tim cho em nha. Đây, dây thép đúc cho em lên rất là sang luôn, lên rất là đẹp. Đó, sang đỉnh luôn nha mọi người. Khảm trai xà cừ cho em luôn. Màu cọc đồ cũng rất là đẹp luôn. Khỏi bàn con này. Rồi lên cho em con này. Em bán cho mình với giá là, à, để đằng sau, để cho mình coi đằng sau nha. Đằng sau nó còn tem nữa nè. Đó, đẹp kinh khủng. Con này em bán cho mình với giá là 600. Đính đây mình rất là đẹp, đeo rất là dễ thương, tặng cũng được luôn. Đó, mã nó sẽ là mã B29 cho em nha. Lên cho em mã B30. Mã B30 em lên là một con của nhà Senko full hộp. Con này rất là dị dạng nha. Full hộp sổ cho em như thế này. Đây nè, nó có bao gồm một cái khăn, một cái túi chứ, một cái túi để nhét vô nha mọi người. Đây, cái này rất là dị. Nó có cái chân này của nhà Senko, nó có cái chân này xong rồi để lên gì nè. Để lên bàn hay để lên đâu nè, nó là Senko card alarm gì nè.
nó là giống như cái cạc đó mọi người, mà nó có báo thức đầy đủ nha, nó có báo thức đầy đủ và em đang chỉnh đúng giờ, nó có thứ nè báo thức đầy đủ luôn đó, chuẩn Senko Japan, cái cạc alarm gì đây nè, nó rất là đẹp luôn. Em thay hết, thay pin rồi ha, về chỉ việc đeo thôi, em về chiều chỉ việc để thôi, có báo thức nữa nhưng kiểu nó mỏng á, nó dễ đem đi chỗ này chỗ kia. Rồi con này em bán cho mình với giá là 600 full hộp, mã nó sẽ là mã B30. Lên cho em mã B31. Mã B31 em lên sẽ là một con của nhà, con của nhà này đi, một con của nhà DW nữa nha mọi người, full hộp cho em. Đây, con này là bản dây da, full hộp cho em. Con này cũng là bản size to luôn nha mọi người, size 41. Đó, và bản này là bản dây da màu nâu. Con nào nãy là bản dây da màu đen, mình muốn chọn nào mình chọn. Dây này nó có đeo rồi nhưng vẫn còn rất là tốt, em để nguyên cho mình nha. Đó, size 41 cho em. Rồi đằng sau đầy đủ các thông số. Con này máy nhật vàng, dây W dập nè, dây dập hiệu cho em nha, khóa dập hiệu nè. Đó, size 41. Con này độ mới là cái mặt nó rất là độ mới rất là cao. Đó, dây đồ cũng rất là ok, còn đeo ok. Đó, full hộp cho em như thế này luôn. Con này em bán cho mình với giá là 950.000 full hộp. Đó, mình kiếm những cái thằng mà size lớn rất là khó nha, hầu như về toàn size 36 nhiều, chứ size lớn rất là khó có luôn. Đó, mã nó sẽ là mã B30 31 cho em. Lên cho em mã B32 nha. Mã B32 em lên sẽ là một con của nhà này, một con của nhà Zunis Chorus. Đây, vỏ lắc kê vàng, mã vàng cho em. Rồi ở đằng sau như thế này nha. Đó, chống nước là 3 item nha mọi người ơi. Đó, khóa không có zin nha, khóa em để vào. Da đà điểu, size con này là size 36.3. Đây là cái khóa của nó nè. Tại vì cái dây của nó, cái khóa nó bự quá, em không có để vô cái dây của em được. Tại vì khóa của nó là dây bằng khóa luôn. Đó, em gửi cho mình, chừng nào mình kiếm được bộ dây đó thì mình thay. Mặt số 2 lòng cho em nha, kim xanh navy unis colors cho em. Đó, đằng sau như thế này. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 600. Đẹp quá, nhìn rất là lạ. Mã nó sẽ là mã B32 cho em luôn. Lên cho em mã B33 nha. Mã B33 em lên sẽ là một con của nhà này, một cái lắc cho em nha, rất là đẹp luôn. Nó lắc nó mix nè, một nhám một bóng, một nhám một bóng nè. Đây, một bên là bóng nè, một bên là nhám cho em. Rồi nó ngược lại, bên này nhám, bên này bóng, nó làm ngược lại nè mọi người thấy không, như kiểu chiếc lá vậy, rất là đẹp nè. Lên tay nè, đó, rất là tiểu thư luôn, của nhà hiệu Pháp Marie Callis, hiệu Pháp Paris cho em nha. Đây, hiệu Pháp cho em nè, Marie Callis. Đó, máy dập band cho em cũng sử dụng pin 416 rất là mắc. Đây, đằng sau như thế này, nó có mạ bàn vàng trắng nha mọi người. Đây, mạ vàng trắng cho em, BDB nè, mạ vàng trắng, ký hiệu mạ vàng trắng luôn cho em. Con này lắc thì em không có đo sai nha, đeo như đeo trang sức vậy, đeo lắc thì lắc đồng hồ. Hiệu Pháp cho em, mạ vàng trắng luôn. Đó, và nó làm một nhám một bóng, một nhám một bóng rất là đẹp. Con này em bán cho mình với giá là 550.000 nha. Hiệu Pháp mà bán bằng hiệu Nhật luôn. Mã nó sẽ là mã B33 cho em nha. Lên cho em mã B34. B34 em lên sẽ là một con của nhà Adidas full hộp. Một con của nhà Adidas full hộp cho em như thế này, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Bữa giờ em bán rất là nhiều Adidas, nhưng mà hầu như là Adidas kim, chứ ít có Adidas điện tử nha. Con này là Adidas điện tử cho em, và nó chia từng khoang nè. Cái này là ngày, cái này là giờ bên khoang này, cái này là số dây bên khoang này, và cái này là thứ ngày bên khoang này cho em luôn. Có đèn đầy đủ nha, đèn mở lên là nó sẽ sáng ở trong nè, cho mọi người coi. Đó, nó sáng bên trong. Đó,
đèn chuông loa đồ đầy đủ hết. Dây nó là dây cao su đen chêm zin nguyên bản, khóa zin nguyên bản luôn. Dây cao su đen khóa zin nguyên bản chêm của nhà Adidas, full hộp sổ. Nữa. Size con này là size size 49.7. Là size to ha. Dọc nó là 48.6, dáng vuông mặt tròn. Đó. Rất là đẹp luôn, rất là to hầm hố. Dây cao su chêm zin nguyên bản. Dây dập hiệu nè. Dập hiệu nè, khóa dập hiệu nè. Đó, của nhà Adidas chêm, nhìn rất là đàn ông luôn và đeo đi tập cũng được nha. Full hộp chêm luôn, em bán cho mình với giá là 800, quá rẻ luôn mọi người ơi. Mua tặng là hết ý luôn, có 800.000 à. Mã nó sẽ là mã B34 cho em. B34 nha mọi người nha. Lên cho em mã B35 nha mọi người nha. Rồi con này mã B35 cho em luôn, full hộp. Con này rất là sang luôn, sang chảnh. Full hộp như thế này tặng cũng được luôn nha mọi người ơi. Đây. Đó, dây này chỉ là nó gấp lại thôi chứ thực ra không có gì hết trơn á. Nhìn là biết rồi. Đó, size con này là size 28. Size 28 nha. Nó làm hai cái xích hai bên nè. Nhìn rất là lạ, rồi nó tán đinh hai bên này, nhìn rất là sành điệu luôn. Nó là hiệu Abistest. Đây hiệu này nè. Cái này em đánh được nha mọi người. Đó, vỏ bọc vàng cho em. Dây là dây zin của nó, dây da bò zin của nó. Khóa đồ zin hết, mẫu vỏ bọc vàng. Lên rất là sang. Đó. Lên con này sang cực. Đẹp quá. Rồi con này em bán cho mình với giá là 800 full hộp. Hiệu này là máy dập ben nội địa, full hộp cho em nhưng mà sang, kiểu rất là sang luôn. 800k, mã nó sẽ là mã B35. Lên cho em mã B36. Mã B36 em lên sẽ là một con của nhà DW nữa nha. Bữa nay là một ngày đại hội của DW. Một con của nhà DW cho em luôn. Con này là size, nó là size size 36 cho em. Con này là size 36, bản dây dù sọc trắng, sọc xanh navy và trắng. Vỏ là vỏ vàng hồng, mặt nó là mặt trắng kim và cọc là màu vàng hồng cho em. Khóa dập hiệu DW. Đó. Đây khóa dập hiệu DW cho em. Ở đằng sau nó như thế này. Ở đằng sau nó là như thế này cho em nha. Đó. Rất là đẹp. Cái này là chuẩn chính hãng của nhà DW luôn nha mọi người ơi, vì nó sử dụng một bộ máy vàng ha. Chuẩn chính hãng của nhà DW luôn cho em luôn. Bản nó là bản dây dù. Đó. Lên tay nè. Nhìn đeo, nhìn phát là người ta biết mình đeo DW luôn á mọi người. Size 36 cho em nha. Mình xài một thời gian, sau này mình không thích mình có thể đổi lại dây da. Đó là tùy mình. Con này em bán cho mình với giá là 750.000. Mã nó sẽ là mã B36. Lên cho em mã B37. B37 em lên là một cái hộp này. Hộp này là hộp wood nha. Hộp chế wood cho em luôn. Đây. Một cái hộp, hộp chế wood cho em. Cái này cũng như dạng như móc khóa hay gì á mọi người. Đây móc này nó có gài luôn nè. Đó. Móc này nó có gài luôn nha. Đây, ở đằng sau nè, con này quýt thời trang. Quýt thời trang nha mọi người nha. Đó. Có tem đích, tem trước, tem sau luôn. Một cái chế quýt này và một cái chế quýt này cho em luôn. Quýt này cũng quýt thời trang nha. Đó, là hai chế quýt này. Quýt thời trang nhưng mà nó vẫn đang chạy hết và full hộp hết cho em luôn nha. Đó là một chiếc quýt này và một chiếc quýt này, là hai chiếc quýt này và một cái chiếc quýt này. Đây, một cái chiếc quýt này là quýt cổ ha, quýt cổ cơ cho em.
cơ cót. Đây, cơ cót kim rốn. Cơ cót kim rốn nha. Nó đang chạy nè, lên cót nó chạy nha. Nhưng mà vì nó cổ rồi nên em sẽ bán tự xử cho mình. Nó chỉ là đang chạy, em báo tình trạng đang chạy cho mình thôi. Nó quýt nó cổ rồi, vì nó rất là cổ rồi nha. Bản kim rốn cho em luôn, cơ hiệu nè, hiệu study gì đây nè. Đó. Rồi ba cái này em bán cho mình 600. Ba cái 600 cho em, mã nó sẽ là mã B. B nhiêu đây? Mã nó sẽ là mã B37. Lên cho em mã B38. Mã B38 em lên sẽ là một cái lắc này. Một chiếc lắc mạ bạch kim của nhà Senko, dáng vuông nữa nha. Hồi nãy em lên dáng tròn. Cái này dáng vuông và nút vàng, nút mạ bạch kim nó cũng còn rất là mới. Rồi ở đằng sau nó như thế này. Nó có ký hiệu BDB nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha mọi người nha. Cái này là hai bên là cái nếp gấp của nó chứ không có dĩ trơn á. Đó. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 450.000. 450. Mã nó sẽ là mã B38 cho em. Lên cho em mã B39 nha. Mã B39 em lên sẽ là một cái con SWAT. Một con SWAT cho em nha, Thụy Sĩ. Đây, SWAT Thụy Sĩ cho em, thép đúc kính lúp cho em chỗ này luôn. Size con này là size size 32.9, là gần 33. Núm đính đá đen. Đó, thông số mà kính lúp nè, nhiều thông số bên trong này. Đó. Dạ quang nha, mấy cái chấm tròn này là dạ quang hết cho em luôn. Da là da đà điểu, da đà điểu và khóa là em thay. Rồi ở đằng sau của nhà SWAT nè. Đây, máy đúc cho em nha. Nó SWAT máy đúc cho em, zin nguyên bản. Nam tay nhỏ, nữ thích to, size 33 cho em luôn. Nó unisex. Rồi con này em bán cho mình với giá là 610.000 đồng. Bản này có khóa bướm nữa nha. Mã nó sẽ là mã B39 cho em. Rất là rẻ luôn, B39 nha. Lên cho em mã B40. Mã B40 em lên sẽ là một con của nhà này. Một con lụa vàng. Một con lụa vàng của nhà Erila nè. Con này máy nội địa, máy dập ben ha. Size con này là size 30. Nhưng cho 30. Đó. Cọc số nè, full đá 12 viên đá diamond rất là sáng. Rồi ở đằng sau như thế này cho em, của nhà Japan, đầy đủ các thông số Japan sinh lâu. Đó, khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Đây. Đó, khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Nước vàng nó cũng có hơi dạng giống như là, nó không phải gọi là vàng đậm quá nha. Nó một dạng giống như vàng chanh. Nó có đeo rồi nên cái nước vàng nó không phải như vàng đậm. Nói chung là tình trạng là y chang như video em quay vậy luôn nè. Rồi con này em bán cho mình với giá 500. Mã nó sẽ là mã B40 cho em. Lên cho em mã B41. Mã B41 em lên sẽ là một con của nhà này. Một con của nhà Lauresenko. Mặt số la mã cho em, dán đờ mi, dán rất là mỏng luôn. Size con này là size 32.8. Dán siêu mỏng nha mọi người nha. Đây. Dán nó chỉ có 2,8 cho tới 3mm thôi. Đây, mặt số la mã Senko Low Rest. Đó. Khóa zin nha. Dây zin, khóa zin cho em của nhà Low Rest. Đây. Dây dập hiệu cho em nha. Rồi ở đằng sau như thế này. Đó. Đằng sau như thế này cho em luôn. Bản 2 kim. Rất là mỏng. Con này cũng ít có nữa, hiệu này nè. Bản phiên bản của nhà Senko mà hiệu này cũng rất là ít có luôn nha. Dán rất là mỏng. Sử dụng máy pin của nó là 512, pin rất là mắc.
Rồi con này em bán cho mình với giá là 870.000, siêu mỏng của nhà Senco Lowres. Mặt số là mã, mặt rất là khôn ngoan luôn. Mã nó sẽ là mã B41 cho em. Lên cho em mã B42 ha. Mã B42 em lên là một con của nhà này. Con này là con của con Forma, Citizen Forma, vỏ bọc vàng, độ mới rất là cao. Da bò em thay và khóa là em thay. Ở đằng sau mông vàng cho em, con này có bọc vàng nha. Mở cái nắp đít này ra nó có để tỷ số bọc vàng. Đằng sau còn nguyên tem đít và đây là cái bản kỷ niệm gì 1994 dùm cho em nha. Con này độ vàng, độ mới rất là cao. Size con này là size 25. Size 24.5 là size 25 cho em nha. Núm đính đá đen nè. Núm đính đá đen con này. Nó rất là đẹp. Đó, Citizen Forma. Lên cho em con này, em bán cho mình với giá là 500, quá rẻ luôn, vỏ bọc vàng luôn. Mã nó sẽ là mã B40. Mã nó sẽ là mã B42 cho em. Lên cho em mã B43. B43 em lên là một con của nhà, con này, một con này của nhà IKCB nè. Con này nội địa nha, con này hàng nội địa. Thép đúc cho em, mặt đen, ký tự inox, một góc lịch 3 giờ, đơn giản nhưng mà rất là sang. Đây, ở đằng sau nè, dẹp bên cho em Senesis nè. Sử dụng bộ máy là 6010. Size con này là size 25. Size 25 bản dây thép đúc cho em luôn, rất là tinh tế. Ai mà mình thích, mình không có thích gườm gà, mình thích đơn giản, tinh tế, mình lấy con này. Đó. Rồi lên cho em con này, em bán cho mình với giá là 500. Hàng nội địa rất là xịn, thép đúc nguyên con, đeo không biết chừng nào mới hư luôn. Mã nó sẽ là mã B43 cho em. Lên cho em mã B44 nha. Mã B44 em lên là một con của nhà, con Pepsi này nha. Con Pepsi full hộp rất là siêu, dễ thương. Đó. Còn nguyên cái gạt này chưa mở ra để chạy luôn nè. Còn nguyên siêu trước, siêu sau luôn nè. Đó, dây nóc đen nè. Đó, đằng sau nè. Nguyên sổ của nhà Pepsi nha mọi người. Đồng hồ Pepsi thời trang. Size của nó là size 37.9 và size 38. Con Pepsi này em bán luôn là 200. Full hộp, mã nó sẽ là mã B44. Lên cho em mã B45. Mã B45 em lên là một con này. Con này cũng là hàng thời trang luôn nha, mà hai máy Escamel Dual Time, hai máy kim và điện tử, hàng thời trang. Size con này là size 53 cho em nha, nhìn giống như gòi sóc gì mọi người, rất là đẹp luôn. Đó, đằng sau còn nguyên tem nít nè. Đó, rồi. Con này em bán cho mình với giá 220 thời trang nha, rất là đẹp. Kim và điện tử luôn, chịu sử dụng hai cục pin nha. Mã nó sẽ là mã B. Mã nó sẽ là mã B bao nhiêu đây? Mã B44 cho em nha. Đây nha, nó có đèn nha mọi người. Nó có đèn rất là sáng nha. Nhằm B45 nha mọi người nha. Lên cho em mã B46. Con này con thời trang. Con này hàng thời trang mà đẹp. Đây, con hàng thời trang cho em nha. Con thời trang này em bán 100.000. B46 100k cho em nha, đang chạy. Đó, B46 full. Nó chưa có xài đâu mọi người. Lên cho em mã B47 nha. B47 cho em là cái này. Cái này là trái táo nè mọi người, móc khóa trái táo nha. Đây có cái đồ móc đây luôn nè. Đó. Đồng hồ móc khóa trái táo hiệu Waco cho em, hiệu xịn đàng hoàng, máy Japan thụy sĩ, máy Citizen luôn nha. Đó, rất là đẹp. Đó. Mình móc lại như vậy nè. Mình bảo vệ đồng hồ luôn, vừa coi đồng hồ vừa móc khóa luôn nha. Đó. 220 cho em, mã nó sẽ là mã B47. Lên cho em mã B48 nha. B48 cho em con này. Đồng hồ thời trang nha mọi người ơi. Đồng hồ thời trang dây cao su. Dây cao su khóa nè.
Đó, ở đằng sau nó như thế này. Đó, đồng hồ thời trang 6 kim giả nha. Em thấy đẹp nên bán thôi. Size 45 cho em nha. Hàng thời trang 6 kim giả cao su em bán 200. B48 cho em. Rồi bây giờ em qua trang sức nha. Em qua nhanh trang sức cho mình nha mọi người ơi. Đây. Em qua nhanh trang sức. Đâu rồi? Qua nhanh trang sức nha, chuẩn bị là mã 49. B49 nha mọi người ơi. Đây, một cái trang sức em lên là một cái đá la lọc. Một cái đá la lọc. Cái đá này là cái đá la lọc nha mọi người, mình đeo chuỗi cũng được và mình đeo đeo đồng đeo dây chuyền cũng được nha. Đá la lọc cho em nè. Đó, nó mix lại với nhau như thế này. Đó, em bán combo nha. Và thỉnh một cái mặt mặt mẹ cẩm thạch, mặt mẹ nha. Bằng cẩm thạch có một cái móc đeo luôn nè. Đó. Rồi, hai cái này thỉnh 250 cho em. B49. Rồi B50 nha. B50 cho em luôn. Là một cái sợi dây dây chuyền. B50 cho em là một cái sợi dây chuyền nha. Dây chuyền titan vàng. Titan vàng cho em, nó có cái hình này nè. Đó. Xỏ qua đeo như vậy nè, dây này rất là dài luôn mọi người ơi. Đó. Không biết cái này là gì nữa luôn á, không biết là hình gì. Đó, cái mặt với lại sợi dây chuyền này cho em luôn. 250 nha. B50. Rồi B51 nha mọi người ơi. B51 cho em sợi dây chuyền này. Sợi dây chuyền này. Đây. Sợi này cũng là sợi titan luôn. Đây, khóa hiệu luôn nè. Đó, khóa này mình có thể tăng đưa dài ngắn gì cũng được. Dây này dài nha. Muốn dài thì tăng đưa dài. Nó có cái lăng ở giữa và có chữ lớp bên ngoài như thế này. Đó, cái mặt nó như vậy. Đó. À, cái ở ở đây nè, trước nó là như vậy nè. Đó. Rồi lên cho em cái mặt này. Cái dây chuyền này em bán cho mình với giá là, dây chuyền này em bán cho mình với giá là 250 nha. Mã nó sẽ là mã B51. Lên cho em mã B52 nha. B52 em lên là một cái chiếc nhẫn. Một cái chiếc nhẫn này nè mọi người ơi. Đây. Chiếc nhẫn này size 7 nha. Chiếc nhẫn này những channel. Những channel hàng hộp nha. Hộp nè, bên này là hàng hộp trên, bên này là hàng hộp dưới nè. Dập channel, dập dưới channel dưới nè. Rồi ở giữa có trên có một cái mạc channel nè. Đó, size 7 cho em nha. Size 7 em đeo ngón trỏ vừa. Size 7 nha. Size 7 ngang 18,5. Đó. Đeo ngón trỏ vừa, rất là đẹp luôn, nhẫn titan. Rồi nhẫn này cho em luôn 260. Nhẫn rất là đẹp luôn, đính xoàng nha. B52 cho em. Lên cho em B53. B53 là cộng lắc nha. Lắc này cho em nha mọi người, rất là đẹp luôn. Cộng này bữa em có cộng nào hết cộng đó. Cộng này là cộng lắc đồng xu Liberty Elizabeth nè. Đây. Đó, lắc đồng xu Elizabeth cho em Australian nè. Đó. Rất là đẹp luôn nha, cộng này. Cộng này xỉu ngang, xỉu dọc luôn. Đây, đeo như vậy, như thế này cho em. Đó. Đó, nó mix bi, mix bi, mix charm với nhau. Mix bi, mix charm với nhau nha mọi người, cộng này. Đeo rất là đẹp luôn. Tại có con tay không cầm được. Đó, đeo lên tay rất là sang. Sang xịn mịn. Đó. Rồi cộng này em bán cho mình với giá là 280 cộng đồng xu.
Mã nó sẽ là mã B53. Lên cho em cộng dây chuyền lụa nha. Dây chuyền lụa vàng nè. Đây có cái tăng đưa này, mình muốn dài thì mình kéo dài ra nha. Đó, dây chuyền lụa vàng cho em có hình cái chuông ở đây rất là cưng. Đây dây lụa nè, dây lụa vàng cho em có trái tim ở giữa nhỏ. Đó, về mình không thích mình có thể xỏ mặt khác tùy mình. Cộng này em bán 220 nha. B54. Lên cho em mã B55. Mã B55 em lên là một B55 cho em là cái chiếc nhẫn mà nó mix hai màu vàng hồng và màu trắng mọi người. Nè, màu trắng và màu vàng hồng nó mix có cái nơ ở giữa nè. Cái sơn hợp với cái nhẫn có cái nơ, cái ngón tay có cái nơ quá ta. Đây. Đeo như đeo xoàng luôn, rất là đẹp. Đeo như đeo xoàng thật luôn. Có cái nụ nữa. Size ngang của nó là size này bự nha. Ngang 20,7 lận á. Size này bự nha. Cái này đeo ngón cái em vừa luôn á. Đó. Rồi cộng cái chiếc nhẫn này em bán 200 nha. B55 cho em. Rồi, em còn đúng một chiếc nhẫn băng ngọc thủy tảo nè mọi người. Chiếc này mình có thể xỏ qua ha. Mình xỏ qua một sợi dây mình đeo dây chuyền. Đó, mình đeo dây chuyền hoặc là mình làm một vật phẩm phong thủy, tại vì size nó to. Trừ khi mấy anh mà mập mập size to thì ok la nha. Đây. Nhẫn băng ngọc thủy tảo nha. Đó. Gọi là mã não rêu nha mọi người. Rất là đẹp. Nó mỗi một cái nó bọt khí nó khác nhau. Bọt rêu nó khác nhau. Đây. Đó. Bên hồi nãy là bên sáng nè. Rất là đẹp luôn á. Cái này mình có thể sưu tầm cũng được nữa. Rồi còn đúng một chiếc bán 300 nhanh rọn lẹ nha. Cái lòng trong nó 22,4. Đó, 22,4 cho em nha. 300 nhanh rọn lẹ. B56 cho em. Rồi lên cho em nha. Lên cho em mã B57 nha mọi người. B57 là cọng lắc. Đây nè. Cọng lắc cho em nha, lắc channel. Lắc sức channel nha, đẹp quá, lắc titan vàng. Lắc sức channel cho em luôn cọng này. Đây nè, rất là đẹp luôn. Một cái channel là đính đá, còn lại là không đính đá nha. Đây, để em ướm lên tay cho mình coi. Lắc sức channel cho em luôn. Nó đẹp lắm, rất là đẹp. Rồi cộng này em bán cho mình 270 nha. 270 cho em luôn mã B57. Rồi lên mã B58 nè. B58 cho em cộng này. Cái này là phi size nha. Cái này mình bẻ ra bẻ vô được. Phi size cho em. Bẻ ra bẻ vô được nha. Đó. Nhẫn nụ cho em. Nhẫn nụ. Đẹp quá à. Nhìn thẳng vào á, nó giống như là màu đen ha. Nó đổi màu mọi người. Rồi nhìn bên hông nó là màu vàng nè. Đó. Đá rất là đẹp luôn. Nhìn. Trời sao nó đổi màu ta. Đổi màu hay được ta. Đó. Đẹp lắm mọi người. Tay nào cũng vừa phi size. Rồi nhẫn này cho em nha. Nhẫn này cho em 260. Phi size B58. Rồi lên cho em B59 nha. Di chuyền titan trắng Dior. Đẹp quá à. Dây chuyền nha. Rất là dài luôn á. Dài lắm nha mọi người. Mình có thể tăng đưa lên xuống. Dây chuyền nhuyễn. Dây chuyền nhuyễn Dior cho em nha. Titan trắng. Cộng này 260. B59. Lên cho em mã B60 nha. B60 cộng này. Cộng này là cộng mấy con sao vậy? Ủa cộng này cộng gì vậy ta? Đây. Cộng này là cộng dây chuyền xích nha mọi người. Đây, đẹp quá à. Dây chuyền xích cho em nha, có tăng đưa được nè. Đó, có cái chuông ở đây nè.
nó dây chuyền xích cho em luôn, có tăng đưa được, cái này không bị ngắn đâu, dài nha. Đó, dây chuyền này 208 cho em nha. B nhiêu ạ? 208 B60. Lên cho em mã B61. Đây, cái này là một cái set. Cái này là một cái set nha mọi người. Cái set bao gồm lắc nè. Lắc và dây chuyền, cái lộn, lắc và bông tai. Một cái set lắc và bông tai cho em luôn. Đây. Lắc bi. Một cái set lắc bi nha mọi người, đẹp quá. Đó, cái lắc bi và cái bông tai. Cái lắc bi và cái bông tai cho em nha. Bông tai là dạng khoen nè, khoen mà bật xuống bật lên đó. Cái này tai nào cũng được luôn nha, tai mà lỗ bị bự quá cũng được luôn, tại vì nó gài vậy không có sợ lọt nha mọi người. Nó toàn ten hai cái này. Một set như vậy cho em nha. Một set như vậy cho em là 350 một set. Rẻ ơi là rẻ luôn, bình thường cái lắc không 208 mà mọi người. Đó, với bộ này luôn có 350 thôi. Mã nó sẽ là mã B61. Lên cho em mã B62 là cộng dây chuyền bi. Dây chuyền bi cho em nha. Đây, dây chuyền bi cho em mã bạch kim. Dây chuyền mi bạ bạch kim nè, cái này mình tăng đưa được nè. Tăng đưa được nha, dài ngắn gì được hết. Rất là đẹp luôn. Đó. Dây chuyền bi mạ bạch kim cho em nha. Rồi sợi này cho em 260 B62. Lên cho em sợi B63 nha. B63 là một chiếc nhẫn, trời dễ thương quá mọi người, nhẫn lạ lẫm lắm nha. Nhẫn này giống như là móc nhiều vòng với nhau là thành chiếc nhẫn nè mọi người. Đó, có một cái đá hình màu hồng nha, màu hồng trà. Cái đá màu hồng trà cho em, đeo món này vừa yêu luôn à. Sao lạ quá mọi người ơi. Rất là lạ luôn á. Những độc lạ nha. Size ngang 16,8, 16,9. Rất là lạ luôn. Rồi chiếc nhẫn này em bán với giá là 260 nha. B63. Rồi B64 nè, em lên cộng này trước nha. Cộng này là cộng huyết áp nha. Điều hòa huyết áp cho em, màu của nam. Bản bự của nam nha mọi người ơi. Bản rất là bự của nam. Size ngang của nó là tầm 16mm. Con này nó làm đờ mi bóng nhám nè. Màu vàng rất là đẹp luôn. Cộng này em bán 750 của nam nha. Đó, của nam, hôm bữa ai chưa kịp mua huyết áp nam, mình mua cộng này là sang đỉnh luôn. Đó, cộng này của nam cho em nha. Đây, dập bên 24k điều hòa huyết áp nè, để độc tố nè, giúp ngủ ngon nè, rất là nhiều luôn. Đó, mã nó sẽ là mã B60. B60 mấy quên nữa. B64. Rồi cộng này B65 nha. Cộng này cũng là của nam. Bản nhỏ hơn, bản 12 thôi. 11, 12 đây đằng sau nè. Đó. Dập band 24k nha mọi người. Đó, điều hòa huyết áp nha. Không phải cứ bị huyết áp là mới đeo đâu nha mọi người. Không bị vẫn phải đeo để mà điều hòa nha. Thép đúc cho em nha, đeo nước thoải mái. Đó, làm mũi tên rất là đẹp luôn. Rồi cộng này cho em là 600 B65. Lên cho em B66 nha. B66 là một cái nhẫn bạc. Nhẫn bạc nha, nhẫn bạc đính ngọc trai cho em. Bạc thật nha mọi người. Nhẫn bạc thật cho em nha. Đó, nhẫn bạc đính ngọc trai. Đó. Con này em đeo ngón trỏ vừa y luôn trời. Ngang nó là 10 từ điểm đo này. Cái này đo không đúng gì. 16, 17 gì vậy. Nhưng mà ngón trỏ này em vừa y luôn là ngọc trai. Em ngón giữa được luôn nha. Nhẫn bạc ngọc trai cho em. Rồi, những này em bán cho mình với giá là
350 cho em nha. B66 rồi lên cho em cộng này B67 nha. B67 là cộng này có cái chìa khóa đẹp quá mọi người. Cộng này là cộng cái này nó có dập nè. New York 925 trái tim đặc luôn. Đây. Đó. 925 cho em nha. Rồi cái chìa khóa nè. Cái chìa khóa nha. Rồi khóá nè. Khóa K18 nè. Khóa 18 GB nè. Di nhuyễn nha, dễ thương quá. Rồi cộng này em bán cho mình với giá là 270 B67. Rồi lên cho em cộng này B68 nha. Cộng di truyền cho em. Đây. Khóa K18 GB. Đó. Di truyền cho em rất là đẹp luôn mọi người. Cộng di truyền cho em nha. Đây mặt nè. Mặt đá xanh nè, đá nhiều tầng nè. Đó, mix với lại cộng này K18 GB. Quá đẹp. Này đeo một phát là vừa dặn luôn, không bị ngắn, không bị gì luôn á. Rồi cộng này em bán cho mình với giá là 280 B68. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.